Mới đây, công an tỉnh Bình Dương đã phát đi cảnh báo tình trạng xin chụp hình chứng minh nhân dân, căn cước công dân và trả tiền cho người được chụp nhằm mục đích khai thác thông tin để lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính kiến nghị bổ sung quy định chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng để kiểm soát giao dịch, quản lý thuế. Việc này sẽ ngăn chặn được tình trạng trốn thuế hoặc kê khai thuế thấp hơn giá trị nhà đất. Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện giao dịch mua bán bất động sản qua ngân hàng giúp minh bạch kiểm soát giao dịch của các ngành, phục vụ quản lý giao dịch tài sản, bất động sản và quản lý thuế nói riêng. Xuất phát từ tình trạng trốn thuế, kê khai giá bán nhà đất thấp hơn thực tế đang phổ biến, nhiều trường hợp kê khai thấp hơn tới hàng chục lần. Ngoài bổ sung quy định thanh toán qua ngân hàng, Bộ Tài chính cũng đề xuất ra soát các quy định về chuyển nhượng bất động sản để sửa đổi nhằm thống nhất đồng bộ. Sắp tới sẽ chỉ đạo cơ quan thuế tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ, chính xác về nghĩa vụ và lợi ích nộp thuế, đồng thời ý thức được những rủi ro trách nhiệm khi kê khai giá không đúng. Tổng cục thuế cũng sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đã giao dịch và kê khai thuế để làm căn cứ tính thuế.